đây rồi, lúc nó còn bẩn yếm, nó thương người lắm. Rồi năm nó 13, 14 tuổi đó, nó đã biết thương người rồi. Cái chị kia ở kinh tế mới dạy rất là khổ, nó không có tiền, lúc nó còn xài 50 xu một đồng, con biết không, chắc là đó, con biết. Nó dạy nó xúc gạo nhà nó soạn quần áo, nó sẽ đem xuống vậy. Nó má nó cho nó mấy đồng ăn sáng đó, hồi đó xài 1 đồng 50 xu á. Cái nó mua nước tương, rồi nó nước tương lẻ chứ không có nước tương chai về đâu. Nó mua nó đem xuống dưới nó chợ bà đó. Nó thương người đó anh. Vậy tôi ở đây nè, những lúc tôi nằm bệnh viện, lúc nó lớn ra mình nó lớn rồi, nó đi diễn rồi. Cái nó nghe tôi nằm bệnh viện, cái nó qua, nó cho tiền 1 triệu, 2 triệu, nó cho bao nhiêu lần luôn á. Thì tôi thấy rất là đau lòng. Bởi vậy khi cái mấy con nói tới nó là không có chặn được lòng, chảy nước mắt luôn á. Thương lắm. Mà không phải riêng tôi, những người mà ở đây lâu năm, thương nó lắm, nó ngoan lắm, nó dễ thương lắm. Mà nó chịu khó lắm, gia đình thì hồi lúc đó gia đình khó khăn lắm. Má nó thì đẩy xe, bán cái cây sẻ đó, dưa hấu đồ thơm sẻ đẩy bán về dọc ngoài đường nè. Còn ba nó thì làm công nhân. Thành ra gia đình cũng lúc đó cũng khó khăn lắm. Anh Vũ cũng phải là bươn chải để lo cho bản thân mình, giúp đỡ anh em với cho mấy đứa em nữa. Anh Vũ nói chung là người tốt đó. Ở đây chung quanh người ta đến chia sẻ gia đình nhiều lắm đó con à. Bởi vì người ta cũng thương Vũ lắm. Bởi vì Vũ đi làm, sáng đi làm cả ngày cả đêm rồi. Biết đến chiều có ít khi mà tiếp xúc lắm. Nhưng mà điều qua lỡ, đi ngang qua ngang lỡ. Đấy, đi thâu chứ về thấy mặt gì à, chú. Chứ thân thiện lắm chứ không có phải như người ta mà phân biệt giai cấp lẫn nhau đâu. Không có. Đủ rất tốt, sống rất hiền hòa. Ở đây người dân người ta họ cũng thương lắm, cũng có tình cảm lắm. Bởi vì Vũ là xuất thân từ gia đình nghèo mà lên, cho nên chịu khó mà vượt qua những khó khăn trở ngại lắm. Chứ không phải như mọi người khác sinh ra và lớn lên ở gia đình giàu có. Chung quanh này cũng có nhiều người đến thăm và chia sẻ. Thì má của anh Vũ cũng chia sẻ là thôi bây giờ đưa về xác từ Mỹ về đây thì tốn kém quá.